nhằm tạo không khí phấn khởi cho nhân dân đón Tết. Ngày 27 tháng 1 năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam tổ chức các hoạt động mừng đảng mừng xuân Nhâm Dần năm 2022, thu hút đông đảo cán bộ công chức người dân và các bạn đoàn viên thanh niên đến tham gia. Tham gia các hoạt động mừng đảng mừng xuân, các bạn đoàn viên thanh niên và người dân được chơi những trò chơi dân gian truyền thống như đập ống heo, kéo co và nhảy bao bố. Các trận đấu được diễn ra với tinh thần đoàn kết vui tươi trong những ngày đầu năm mới. Kết thúc các hoạt động, ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì, ba cho các trò chơi. Đây là hoạt động thường niên được Ủy ban Nhân dân phường Núi Sam tổ chức cho nhân dân vui chơi trong những ngày giáp Tết.